Trẻ trâu là một từ không quá xa lạ với mọi người, xuất hiện với tần suất rất nhiều trên các trang báo mạng, hội game thủ nghiệp dư hay các nhà bàn phím ra. Trẻ trâu xuất hiện ở khắp các lối nhỏ, từ ngõ hẻm trong những group người tối cổ cho đến phố lớn như NTN Vlog. Để phân tích kỹ ra về khái niệm trẻ trâu, tôi tách từ này làm hai vế: trẻ, ý chỉ nhỏ tuổi, trẻ người non dạ. Còn từ trâu, ý chỉ lì lợm, ngu ngốc, luôn cho mình là đúng. Lắm anh em ở đây thích tư duy phản biện sẽ hỏi: thế sao không phải là bò? Các cụ hay có câu, bò không ăn cỏ bò ngu, trai đu theo gái, trai ngu hơn bò cơ mà. Ừ thì đúng là thế, nhưng bò không có sừng, còn trâu thì có. Từ trâu mượn ý của câu, đàn gảy tai trâu mà ra. Dạo gần đây, lướt qua khắp các cộng đồng mạng lớn nhỏ, các trang báo mạng cũng như ngoài đời, tôi thấy được đội quân trẻ trâu ngày càng đông và hung hãn. Ở trên Facebook, việc các bàn phím ra thi nhau gõ phím, mang tư duy phản biện, một kỹ năng nằm trong 4 nhóm kỹ năng cần có của thời đại 4.0 này, đem ra để tranh luận về đề tài. Có nên trao trả tự do cho idol khá bảnh hay không? Hay những cách mặc quần lộ xịp thời thượng như Justin Bieber? Ở trong game, các trẻ trâu cũng tranh luận rất sôi nổi về các chiến thuật ban pick của các đội tuyển Liên minh Huyền thoại Thế giới như GAM eSports. Đó là những thành phần trẻ trâu bác học, sử dụng kỹ năng phân tích, vâng, lại là một kỹ năng cần thiết nữa trong thời đại này, để đưa ra những phân tích mang phần cãi nhau tay đôi là chính. Nhẹ nhàng hơn, những thành phần trẻ trâu hướng nội lại thích thu mình vào một góc, một tay tìm cách vượt tường lửa vào web đen, một tay giương cao ngọn súng quay hai băng đạn. Chưa dừng ở đó, các bé trẻ trâu yêu khoa học còn hay vào kênh của những YouTuber nổi cộm để tìm hiểu sâu hơn về các clip lý thú như thả 1 triệu con dao từ trên cao xuống và cái kết, hay thử thách đổ nước mắm lên đầu má mì, cũng như trải nghiệm ăn mì tôm hảo hảo trong bồn cầu sạch bóng Sunlight. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Trẻ trâu trên không gian ảo là con hiền lành chán đấy, chứ ngoài thực tế nhiều sự vụ còn kinh thiên động địa hơn thế nhiều. Bé trai học tiểu học bị ảo giác do chơi đột kích quá nhiều, cầm dao đâm headshot ông mình vì nghĩ rằng thế nào ông chả hồi sinh. Bé Cường 13 tuổi đã treo cổ tự tử vì không thể hoàn thành quest giải đố trong game. Trước khi ra đi, bé Cường có để lại sơ đồ chiến đấu, những phương án giải quest đánh boss trong game để trở thành bá chủ thế giới ảo. Ngoài ra còn có hàng đống các vụ như chém chết người nhà khi không cho tiền đi chơi game hay cá độ, cờ bạc online nhiều quá nên gia đình vỡ nợ, xã hội đen đến xích nhà. Mọi thứ đều có nguyên do của nó cả, trẻ trâu không tự nhiên mà sinh ra và cũng không tự nhiên mà chết đi. Những đứa trẻ con như một tờ giấy trắng, chính bởi vì là một tờ giấy trắng, thích khám phá và ham tìm tòi nên chúng nó mặc sức tô vẽ tất cả màu sắc chúng nó tìm thấy lên tờ giấy trắng tinh đó. Giấy sách phải giữ lấy lề, nhưng có lẽ những đứa trẻ không còn nhận thức được đường biên giới đó. Chúng ngây ngô không biết đúng sai, khờ dại như những con trâu còn chưa mọc sừng vậy. Nguyên do là bởi những thông tin sai, xấu tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ trâu có thể tới từ bất cứ đâu. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ môi trường sống. Một đứa trẻ sinh ra trong một môi trường quá tiêu cực, nhiều tệ nạn như ma túy, cờ bạc, những xóm nghiện sẽ dễ sa đà vào những thói hư ấy. Vì dễ hiểu thôi, thứ chúng nó thấy hàng ngày, người chúng nó gặp, bạn chúng nó chơi lại đều là những con người như vậy. Một vài đứa may mắn hơn, có cha mẹ quan tâm, có người thầy dìu dắt thì có cơ may đổi đời. Ngoài môi trường sống ra, vai trò của cha mẹ cũng rất quan trọng. Kể cả những đứa sinh ra trong một môi trường tốt, nhà ở Vinhomes hay Eco Park đi nữa, nhưng nếu thiếu sự quan tâm của cha mẹ cũng dễ sinh hư hỏng. Đơn giản bởi vì sự độc hại, mối hiểm họa có thể đến từ bất cứ đâu. Đôi khi chỉ một đường link, một clip trên YouTube như mấy trào lưu tự sát, cứa cổ tay mà tôi ngại nêu tên ở đây, cũng khiến cho một đứa trẻ non nớt đi bụi rồi. Vậy quan tâm của bố mẹ ở đây là gì? Là yêu thương, là chăm sóc, là hỏi han và trò chuyện với con hàng ngày. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng không mấy ai làm được hết những điều đó cả. Có người vì áp lực của đồng tiền, lao ra ngoài bươn chải. Họ nghĩ rằng cuộc sống của họ và gia đình chỉ cần tiền là giải quyết được hết. Có người vì lười, thiếu trách nhiệm, lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, bỏ bê gia đình. Có người vì suy nghĩ non nớt nên chót làm cha làm mẹ ở cái tuổi bạn bè còn đi học. Nào ai ngờ được rằng, quanh đi quẩn lại tụi nhỏ đã lớn cả rồi, nhưng lớn về thể chất thôi, chứ chả phải tâm hồn và suy nghĩ. Tiếp đến cũng cần sự chung tay của nhà trường, của thầy cô. Khi mà trường học bây giờ không cần thiết phải là nơi nhồi chữ vào đầu nữa, nhất là giáo dục tiểu học. Tất cả những người trưởng thành như chúng ta, có lẽ ai cũng đều đã từng là một đứa trẻ trâu. Thời của bọn tôi là cờ chuồng tắm mưa, kẹp lá khô và nan hoa xe đạp, hay đấm vỡ mồm nhau chỉ vì bắn bi, gầy bài thua. Lớn lên thêm một chút là trêu ghẹo crush, làm loạn trong lớp để nó chú ý đến mình, rồi quay bài, nói xấu thầy cô, đốt sổ đầu bài khi tốt nghiệp. Thời nay bọn trẻ con thể hiện cái tôi của mình trên mạng, qua game, chửi bới lẫn nhau qua các comment, tìm link phim khiêu dâm để cả hội xem chung,
hay tạt nước vào mấy em gái mặc áo trắng trong lớp. Dù thế nào, trẻ trâu vẫn là những đứa trẻ tư duy non nớt, mơ cao và trong tay chả có gì. Nhưng rồi ai cũng cần phải lớn, ai cũng cần phải tiến hóa lên các cấp bậc cao hơn trong đời người. Có những đứa đã tiến hóa hết, gọi là dậy thì thành công. Có những đứa tiến hóa một phần còn lại mãi như kha cảnh đằng của tuổi đôi mươi. Còn có những đứa tệ hơn, vẫn mãi như một đứa trẻ, lạc lối trong vòng xoáy cuộc đời. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.